Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Và sau đây sẽ là phần điểm những nội dung sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu thăm làm việc với Nghị viện châu Âu EP Vương Quốc Bỉ từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9 theo lời mời của Chủ tịch Nghị viện châu Âu EP. Ban hành nghị quyết thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 9 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Trong tháng 9, Việt Nam có thể nhận thêm khoảng 16 đến 17 triệu liều vaccine. Quý vị và các bạn, trong chiều ngày 8 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã chủ trì cuộc làm việc hoàn thiện dự thảo đề án tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong 20 năm vừa qua, mỗi nhiệm kỳ, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đều đạt được những kết quả quan trọng trong tham mưu giúp Bộ Chính trị chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp, tiếp thu các ý kiến đóng góp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban nội chính Trung ương tiếp tục hoàn thiện dự thảo, đề án đảm bảo chặt chẽ, khoa học, sớm trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Việc kiện toàn tổ chức chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ là điều kiện quan trọng giúp Ban chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Từ đó tiếp tục đóng góp vào thành tựu của công cuộc đổi mới, sự phát triển của đất nước, nhất là trong bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Cộng hòa Áo, vào đúng 9 giờ sáng ngày 8 tháng 9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến sân bay Millsbrook, thủ đô Bruxelles, bắt đầu thăm làm việc với Nghị viện châu Âu EP Vương Quốc Bỉ từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9, theo lời mời của Chủ tịch Nghị viện châu Âu EP David Sassoli. Đón đoàn tại sân bay có Phó Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Lê Vĩnh Thắng, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ. Về phía Bỉ có Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Bỉ Việt, Chủ tịch Liên minh Bỉ Việt. Chuyến thăm làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lần này nhằm triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng, góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam Liên minh châu Âu và Việt Nam Vương quốc Bỉ, thúc đẩy ngoại giao vaccine và hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch COVID-19. Vương quốc Bỉ là trung tâm châu Âu, là nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Âu. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần này đến Liên minh châu Âu và Bỉ sẽ tạo xung lực mới cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia châu Âu, tìm giải pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn tồn tại. Hương Giang, thường trú thông tấn xã Việt Nam từ sân bay Brumi, Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Trong sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt thực hiện chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và chương trình hành động của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Chương trình hành động của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2025, một số chương trình, đề án, nghị quyết, quy chế, quy định, kết luận và chỉ tiêu chủ yếu tổ chức thực hiện nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan văn phòng Quốc hội. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị việc triển khai thực hiện chương trình hành động cần tiếp tục nâng cao, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, không ngừng quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xác định là tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp trong việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chiều cùng ngày, Tổ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 đã họp phiên thứ 2 chuyên đề tình hình làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19.
Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị các thành viên tham dự có những thảo luận, phân tích sâu, đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể, tham mưu tới các cấp ban hành những chính sách hỗ trợ kịp thời với người lao động đang gặp khó khăn, cũng như chính sách lâu dài, hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất. Thông tin từ Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, tác động của hai đợt bùng phát dịch COVID-19 trong 8 tháng qua đến thị trường lao động rất lớn, đặc biệt trong tháng 7 và tháng 8, khi các thị trường lao động lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ phải trải qua các đợt thực hiện giãn cách xã hội quy mô lớn. Mọi lao động đều bị ảnh hưởng tiêu cực và nhất là lao động ngoại tỉnh làm công ăn lương tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động khu vực phi chính thức. Dự báo số lao động bị tác động tiêu cực trong quý 3 năm 2021 là hơn 30 triệu người. Tại phiên họp, các thành viên tổ công tác và các chuyên gia đã thảo luận, phân tích, đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường việc làm thời gian sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành nghị quyết thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai, trên cơ sở sử dụng đội ngũ công chức, viên chức hiện có, không làm tăng biên chế. Phạm vi thí điểm gồm 70 đơn vị hành chính cấp huyện, thời gian thí điểm là 1 năm. Sau thời gian thí điểm, Bộ Y tế sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm tổ chức tổng kết, đánh giá, báo cáo Chính phủ. Trong phần tiếp theo của chương trình, trong tháng 9, Việt Nam có thể nhận thêm khoảng 16 đến 17 triệu liều vaccine. Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá một đường dây lợi dụng xe được cấp giấy ưu tiên luồng xanh để vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy với tổng trọng lượng gần 100 kg ma túy. Trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 9, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch từ Công ty Cổ phần Liên doanh ô tô Hyundai Thành công Việt Nam 10 xe cứu thương trị giá 10,8 tỷ đồng. Tổng Công ty ACC Quân chủng Phòng không Không quân ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19, số tiền là 200 triệu đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hơn lúc nào hết, sự vào cuộc của toàn xã hội, sự đồng lòng của toàn thể nhân dân sẽ giúp đất nước sớm kiểm soát được dịch bệnh và bước vào giai đoạn bình thường mới. Tại buổi tiếp nhận, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, từ nguồn lực vận động được, mặt trận sẽ phân bổ kịp thời, đúng địa chỉ, đúng đối tượng và theo đúng quy định của pháp luật để mọi sự ủng hộ được đến với nhân dân vùng dịch kịp thời. Theo quy chế làm việc đã được thông qua, sáng ngày 8 tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về Ngoại giao vaccine đã chủ trì cuộc họp lần thứ 2 của Tổ công tác. Các thành viên đã thảo luận và thống nhất nhiều giải pháp phù hợp với tình hình đặc biệt hiện nay nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả vận động, giải quyết nhanh hơn các thủ tục vận chuyển, tiếp nhận vaccine, thuốc và trang thiết bị để có thể chuyển về nước nhanh nhất và sớm nhất có thể. Bộ Y tế khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các bộ ngành liên quan để triển khai nhanh nhất các quy trình phê duyệt, ký kết thỏa thuận, bảo đảm không chậm trễ trong bất cứ khâu nào. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho biết đã thành lập Tổ công tác đặc biệt về ngoại giao vaccine trong nội bộ của hai bộ để tăng cường phối hợp với Tổ công tác của Chính phủ. Với những nỗ lực đã triển khai đến nay, dự kiến trong tháng 9 này, Việt Nam có thể nhận thêm khoảng 16 đến 17 triệu liều vaccine. Trong chiều ngày 8 tháng 9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hà Nội thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, kịp thời cách ly, khoanh vùng dập dịch và chăm sóc, điều trị phù hợp. Tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15 tháng 9. Yêu cầu đặt ra là đến ngày 15 tháng 9 tại các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác, hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần từ 5 đến 7 ngày một lần, xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp đến bệnh viện khám chữa bệnh và tại cộng đồng.
thành phố Hà Nội cũng hướng dẫn người dân tự lấy mẫu có sự giám sát của nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên. 11 tỉnh, thành phố sẽ tham gia hỗ trợ Hà Nội trong công tác xét nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần điều chỉnh, thay đổi cách thức quản lý người dân ra đường trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, từ ngày 6 tháng 9, thành phố Hà Nội chính thức thực hiện phân theo 3 vùng, 1, 2 và 3, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thủ đô trong tình hình mới. Hà Nội cũng đã quy định và phát hành mẫu giấy đi đường mới có mã QR để cấp cho người dân thay cho giấy đi đường cũ. Tuy nhiên, thì trước yêu cầu thực tiễn, trước mắt, thành phố quyết định tiếp tục sử dụng giấy đi đường cũ đã cấp và giấy mới sau đó nhập hai loại thành một, phản ánh của phóng viên Truyền hình Thông Tấn. Chốt kiểm soát phòng chống dịch tại khu đô thị Eco Park, khu vực giáp ranh giữa huyện Gia Lâm, Hà Nội và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Rất nhiều người dân sinh sống tại huyện Văn Giang hàng ngày phải qua đây để vào Hà Nội làm việc. Tất cả các trường hợp qua chốt đều phải khai báo và kiểm tra y tế để phòng chống dịch. Trong số này, vẫn có nhiều người chưa xin được giấy đi đường có mã QR theo quy định mới của Hà Nội. Mặc dù vậy, lực lượng chức năng vẫn chấp nhận những giấy đi đường theo mẫu cũ đã được cấp trước đó. Cái việc mà mình thay đổi thường xuyên ấy, khiến cho bọn em rất là bị động. Ví dụ có hôm đang ở nhà thì bảo là ngày mai thay đổi. Thành ra không chỉ em và nhân viên của em đi làm cũng rất là khó. Nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thủ đô trong tình hình mới, sau ngày 6 tháng 9, thành phố Hà Nội chính thức thực hiện phân theo 3 vùng, 1, 2, 3, tương ứng với đó là các khu vực có mật độ dân cư, nguy cơ cao và những khu vực có mật độ nguy cơ thấp hơn. Tại huyện Gia Lâm, nhiều xã thị trấn thuộc vùng xanh đã được nới lỏng một số biện pháp phòng dịch. Cùng với đó, các cửa hàng thiết yếu được hoạt động trở lại, việc di chuyển của người dân cũng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp sinh sống tại tỉnh Hưng Yên nhưng làm việc tại vùng xanh ở Gia Lâm gặp khó khăn trong việc di chuyển, nhất là đối với trường hợp theo diện kinh doanh cá thể. Hiện tại bây giờ là bọn em đang kinh doanh ở trên Ninh Hiệp, mà bây giờ Ninh Hiệp bây giờ đó là vùng xanh rồi, mà cứ mang giấy phép đăng ký kinh doanh để biết là bọn em có kinh doanh và làm việc ở trên đấy. Bây giờ nếu mà như chỉ thị thì vẫn thực hiện song song giữa cả hai giấy ấy. Nếu mà có ai có giấy mới thì mình sẽ làm cho giấy mới. Còn ai mà chưa có thì mình sẽ thực hiện theo mẫu cũ thôi. Sau thời gian chuẩn bị, từ hôm nay mùng 8 tháng 9, Hà Nội bắt đầu thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát. Bất kỳ ai ra đường không có lý do chính đáng, không thuộc đối tượng ra đường đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt bố trí phương án kiểm soát hợp lý, tránh ùn tắc và tập trung đông người tại chốt kiểm soát. Chúng tôi đã tiến hành là tăng cường ngay lực lượng để chia nhỏ các cái luồng phương tiện để giảm tải trên các cái chốt kiểm soát của chúng tôi, dùng các cái xe của tuần tra kiểm soát để chúng tôi nhắc người dân là từ xa là cầm sẵn giấy đi đường trên tay. Trước mắt, Hà Nội thống nhất tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới, kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư, điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một. Việc thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu giãn cách xã hội, ai ở đâu thì ở đó, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết là điều kiện rất quan trọng để sớm xanh hóa vùng đỏ, nhằm đưa đời sống kinh tế xã hội của người dân thủ đô sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Vâng, và để kịp thời triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có hướng dẫn cụ thể, kịp thời điều chỉnh nội dung còn bất cập trong việc cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng theo quy định đã ban hành, không để xảy ra tình trạng người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi kéo dài. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục Tâm điểm Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 9 qua phần trình bày của biên tập viên Văn Phúc. Kính chào quý vị khán giả đang đến với Tâm điểm Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nghị quyết của Chính phủ đến ngày 15 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh phải kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Thành phố vẫn đang nỗ lực hết sức mình cho mục tiêu này với việc tiếp tục tăng cường thực hiện chỉ thị 16, siết chặt giãn cách xã hội đến ngày 15 tháng 9. Bao giờ thành phố nới lỏng giãn cách là điều được đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm. Chia sẻ về những định hướng kế hoạch của thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19 sau ngày 15 tháng 9 tới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, khi nào nới lỏng thì phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh. Theo đó, nới lỏng giãn cách phải dựa trên tiêu chí an toàn tới đâu, nới lỏng tới đó. Thời gian sắp tới, thành phố phải chuẩn bị tinh thần sống chung với dịch bệnh, đảm bảo mục tiêu bảo vệ sức khỏe của người dân. Tiếp tục tăng cường thực hiện chỉ thị 16 trong những ngày này, Thành phố Hồ Chí Minh cùng lúc siết chặt giãn cách, tổng lực xét nghiệm để tách F0 khỏi cộng đồng, điều trị chăm sóc bệnh nhân F0, kéo giảm tử vong, cùng với tăng độ phủ vaccine và đảm bảo an sinh cho người dân.
đến ngày 7 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm đạt 6,45 triệu mũi vaccine. Các cái đội tiêm cũng như là các cái quận huyện cũng đang tiêm những cái loại vaccine phù hợp cho những cái các cái trường hợp đã tiêm mũi 1, và chúng ta sử dụng những loại vaccine làm sao hiệu quả nhất cho cái người dân, làm sao để người dân được phủ được vaccine là tối đa. Dù vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp như từ ngày 23 tháng 8 đến nay, nhưng thành phố cũng bắt đầu nới lỏng dần một số hoạt động lĩnh vực, nhất là về cung ứng hàng hóa để phục vụ người dân. Siêu thị sẽ mở lại đến tận phường, xã, thị trấn. Vùng xanh thí điểm dịch vụ bán thức ăn mang về. Chợ đầu mối trước mắt là chợ Bình Điền, mở cửa lại để làm điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa của thành phố. Mở ra cái điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền. Và cái điểm trung chuyển này, cái chức năng của nó là giúp cho các cái nguồn hàng từ các địa phương về thành phố và đến được với các cái nơi cần thiết. Quan điểm của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, nới lỏng giãn cách phải dựa trên an toàn. An toàn tới đâu, nới lỏng tới đó. Thành phố Hồ Chí Minh cũng chọn quận 7 và huyện Củ Chi để thí điểm cho những bước tiếp theo trong công tác phòng chống dịch của thành phố, trong đó có việc mở cửa từng bước. An toàn đến đâu thì mở đến đó. Cho nên chúng ta phải thấy rằng là trong thời gian sắp tới là chúng ta phải sống trong cái điều kiện là có dịch bệnh. Cho nên là chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị, chứ không phải là chúng ta mở một cách không có nguyên tắc. Có thể không đạt hết tất cả toàn thành phố, nhưng trên từng cái pháo đài, từng địa bàn thành phố Thủ Đức và các quận huyện thì chúng ta có thể đạt thêm nữa ngoài Củ Chi và quận 7. Đó là điều chắc chắn. Thì chúng ta từ đó chúng ta từng bước chúng ta phát triển lên. Từng bước chúng ta sẽ mở rộng ra. Tùy điều kiện tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh sau ngày 15 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh sẽ quyết định nới lỏng hay thắt chặt. Kế hoạch mở cửa trở lại của thành phố cũng được chuẩn bị dựa trên nguyên tắc mở cửa dần dần và an toàn đến đâu mở đến đó. Mục tiêu cao nhất đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và đảm bảo tốt cho phục hồi hoạt động sản xuất. Thưa quý vị, sau quận 7 và Củ Chi thì huyện Cần Giờ mới đây cũng công bố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 theo tiêu chí của Bộ Y tế. Sau 2 tuần siết chặt giãn cách, số ca mắc mới trên địa bàn huyện Cần Giờ đã giảm tới 62,2%, một xã đạt tiêu chí bình thường mới là Thành An. Theo báo cáo của huyện Cần Giờ, số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng có xu hướng giảm liên tục. Từ ngày 23 tháng 8 đến nay, toàn huyện chỉ còn 83 ca mắc mới và không ghi nhận thêm chùm ca bệnh nào. Bên cạnh đó, từ ngày 16 tháng 8 đến nay, huyện Cần Giờ đã thực hiện trên 40.000 mẫu xét nghiệm PCR và phát hiện gần 160 mẫu dương tính. Tỷ lệ nhiễm trong cộng đồng cao nhất là 4,87%, thấp nhất là 0%. Đối với nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm, tại thời điểm ngày 16 tháng 8, huyện có 7 trên 7 xã thị trấn không có mức độ nguy cơ rất cao, mức độ nguy cơ cao có 6 xã thị trấn và một xã Thành An có mức độ bình thường mới. Đến ngày 31 tháng 8, huyện chỉ còn một xã Bình Khánh ở mức độ nguy cơ cao, 4 xã giảm xuống mức độ nguy cơ và 2 xã gồm xã Thành An và Lý Nhân trở thành vùng xanh. An toàn tới đâu, nới lỏng tới đó là chủ trương phù hợp với điều kiện và tình hình dịch bệnh của thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày qua, thành phố đã giãn cách nghiêm, tranh thủ bóc tách F0, tăng độ phủ vaccine và chăm lo an sinh cho người dân. Tiếp sau đây là những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh và công tác chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Thẻ xanh vaccine, nới lỏng với những người đã tiêm 2 mũi vaccine là chính sách mà thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu để chuẩn bị bước vào bình thường mới. Theo đó, thành phố đã khởi động chiến dịch tiêm vaccine phủ toàn dân đến ngày 15 tháng 9, không phân biệt nơi sống, không phân biệt ngành nghề. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét sau ngày 15 tháng 9 cho phép những vùng xanh thí điểm mở lại một số dịch vụ bán thức ăn mang về. Thành phố cũng xem xét nếu tình hình chuyển biến tốt sẽ cân nhắc mở lại đối với những địa bàn, ngành nghề an toàn và người tham gia an toàn. Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây, số trẻ dưới 16 tuổi mắc COVID-19 đang được điều trị đã tăng cao, tính đến nay là khoảng trên 3.100 trẻ. Trẻ dưới 16 tháng tuổi mắc COVID-19 có nguy cơ trở nặng cao. Ngoài ra, trẻ ở lứa tuổi này chưa diễn đạt được triệu chứng nên có nguy cơ dễ bị bỏ sót. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ký quyết định tiếp tục gia hạn xét nghiệm miễn phí cho lực lượng shipper đến ngày 15 tháng 9. Động thái này được đưa ra sau khi nhiều shipper tại các quận 3, quận 7, quận 10, Phú Nhuận phản ánh việc các trạm y tế lưu động thông báo ngừng xét nghiệm miễn phí và cấp giấy xác nhận xét nghiệm.
Những hình ảnh vừa rồi cho thấy sự nỗ lực rất lớn của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trong việc mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, đưa người khỏe mạnh từ vùng nguy cơ cao về nơi an toàn để tránh dịch. Đến đây thì tâm điểm thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mời tiếp tục với bản tin của truyền hình Thông tấn. Tại Đắk Lắk, thực hiện chương trình triệu túi an sinh của Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn đang triển khai chương trình trao tặng 7.000 túi quà an sinh và 500 túi thuốc an sinh nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, đồng bào thiểu số, người dân vùng phong tỏa bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại Phú Yên, 2.200 túi an sinh cũng đã được trao cho các hộ dân trong khu phong tỏa tại thành phố Tuy Hòa. Riêng xã Bình Ngọc có gần 1.000 hộ dân đang nằm trong khu vực phong tỏa, được nhận mỗi hộ một túi an sinh trị giá 300.000 đồng. Còn tại Quảng Trị, với tinh thần tương thân tương ái, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai chương trình hỗ trợ cho khoảng 15.000 người dân Quảng Trị đang mắc kẹt tại các tỉnh thành phía Nam, mỗi người 1 triệu đồng để tạm thời vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương triển khai chủ động và hiệu quả các chính sách hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngoài các chính sách theo nghị quyết 68 của chính phủ, thì thành phố này còn có nhiều chính sách hỗ trợ riêng và có những chính sách hướng tới toàn dân, không phân biệt người thường trú hay tạm trú. Nhằm giúp người dân yên tâm thực hiện ai ở đâu ở đó để chống dịch, ngay từ cuối tháng 8, thành phố Đà Nẵng đã triển khai gói an sinh hỗ trợ cho gần 142.000 hộ thuộc diện chính sách, hộ khó khăn bằng tiền mặt và hàng hóa thiết yếu trị giá 500.000 đồng một hộ. Đó là một cái chủ trương mà có sức lan tỏa, nó góp phần động viên, cổ vũ người dân một phần nào đó trong cái thực hiện giãn cách xã hội để chúng ta khống chế được dịch trong cái thời gian mà thành phố chủ trương ai ở đâu ở đó. Tôi cũng đã nhận được ở bên phương là họ hỗ trợ gạo với thức ăn, mì tôm, với rau củ quả. Thành phố cũng vừa tiếp tục triển khai gói hỗ trợ tổng trị giá 113 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 226.000 hộ dân còn lại với mức 500.000 đồng mỗi hộ, đảm bảo 100% các hộ dân được nhận hỗ trợ vượt qua khó khăn do giãn cách toàn thành phố. Cái công văn về là sáng ngày trưa ngày hôm qua, nhưng đến bây giờ là hoàn tất, là đã chuyển xuống phường. Chúng tôi sẽ cố gắng làm một cách nhanh nhất để cho người dân được hưởng cái gói 500.000. Chia sẻ với những khó khăn của công nhân lao động, sinh viên thuê trọ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào giảm tiền trọ. Đến nay đã có hơn 2.000 chủ nhà trọ tự nguyện miễn giảm tiền thuê trọ cho hơn 19.500 công nhân, sinh viên lao động khó khăn với tổng số tiền 5,2 tỷ đồng. Tụi em ở đây cũng gần 2 tháng rồi, thì trong 2 tháng đây thì cô chú hỗ trợ cho tụi em ăn uống, sinh hoạt mà không thu tiền trả nữa. Nên tụi em cảm thấy rất là may mắn khi được cô chú giúp đỡ. Thấy suốt ngày ăn mì tôm, thế cô thấy tội quá thôi, bỏ thôi thì con lây này con ở thì cô chú ăn gì con ăn đấy. Mà cô đã nói là không lấy tiền cho các cháu, thôi hỗ trợ đến được bao nhiêu thì được. Cùng với đó, hơn 1.600 tấn gạo hỗ trợ của Trung ương và hàng ngàn tấn rau củ, thực phẩm do các đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ cũng đã nhanh chóng được chuyển tới người dân khó khăn trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Vâng, việc triển khai hiệu quả, kịp thời các chính sách hỗ trợ an sinh thiết thực là yếu tố cực kỳ quan trọng. Bởi người dân phải được đảm bảo những nhu cầu cơ bản tối thiểu thì mới có thể đồng lòng chống dịch. Các chính sách nhân văn, những phong trào đoàn kết trong thời điểm này sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh toàn dân trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, TTHKN, 24 tuổi, ngụ ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, đã được mời lên làm việc do đưa thông tin sai sự thật trên Facebook. N đã lập ra hai Facebook là Dương Dương và Kim Ngân để thường xuyên đăng tải chia sẻ các bài viết, thông tin có liên quan đến việc dùng giun đất hay còn gọi là địa long để điều trị COVID-19, cũng như quảng cáo mua bán các loại thuốc địa long trị COVID-19. Những thông tin này đã gây hoang mang trong dư luận. Theo kết luận của cơ quan chức năng, thông tin giun đất trị được COVID-19 chưa có cơ sở khoa học. Bộ Y tế chưa có văn bản hướng dẫn, công nhận hoặc cho phép sử dụng giun đất để điều trị COVID-19. Tại buổi làm việc, N đã thừa nhận việc cung cấp, chia sẻ thông tin trên là sai sự thật, tự gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Và cũng trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 9, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt hành chính tổng số tiền là 52,5 triệu đồng đối với 11 người vì cung cấp nội dung thông tin sai sự thật.
Trước đó, vào ngày 10 tháng 6, Hà Tĩnh phát hiện ca bệnh mắc COVID-19 từng đến tắm tại nhà tắm công cộng ở bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà. Ngành chức năng đã phát thông báo tìm người đến địa điểm trên. Do từng đến địa điểm này nên chị H, 33 tuổi, đã đến cơ sở y tế để xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong quá trình điều trị COVID-19 tại bệnh viện, một số tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải thông tin sai sự thật và cho rằng chị H bị lây nhiễm là do có mối quan hệ phức tạp với một người đã công bố mắc COVID-19 trước đó. Lực lượng chức năng đã xác định 11 chủ tài khoản mạng xã hội có liên quan đến sự việc. Những người này sau đó thừa nhận hành vi và gỡ bỏ thông tin, cam kết không tái phạm. Vào chiều nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy với tổng trọng lượng gần 100kg ma túy. Đáng chú ý, các đối tượng tội phạm đã lợi dụng xe được cấp giấy ưu tiên theo luồng xanh để vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM cho biết, vào cuối tháng 6 vừa qua, đơn vị phát hiện đường dây vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ. Đặc biệt, các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng xe được cấp giấy nhận diện phương tiện ưu tiên theo luồng xanh, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục vụ sản xuất, xuất khẩu và lưu thông thông suốt qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 để vận chuyển trái phép chất ma túy. Số ma túy được các đối tượng ngụy trang trong các giỏ cần xé, bên trên là các loại khô, mắm cá rô, cá lóc. Sau khi nắm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của đường dây này, lực lượng công an TP.HCM lên phương án triệt phá. Chiều ngày 19 tháng 8 tiến hành triệt phá, công an đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang vận chuyển mua bán ma túy. Đến nay đã có 4 đối tượng bị bắt giữ và gần 100kg ma túy các loại bị thu giữ từ đường dây ma túy này. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý trong bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông Tấn. Để theo dõi lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào website vnews.gov.vn hoặc trang tin chính thức của truyền hình Thông Tấn trên Facebook mang tên VNews / truyền hình Thông Tấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.